Wow, cái view đẹp quá. Cái view này của ai nhà anh? Đúng rồi em. Em chào anh. Chào em. Cái view này của mình bán không anh? View này chắc em biết thông tin được view này bán vậy. Dạ em thấy có mấy bạn gửi cho em á. Dạ. Thì nói chung là anh cũng đang kêu bán á, thì em coi nhắm được như thế nào, tại vì cái tâm huyết cái view này của gia đình nhà anh á là cũng hơn 8 tỷ rồi. Nên tại vì nhà anh đợt này tại vì cũng muốn đi định cư qua nước ngoài đó, chuẩn bị bay rồi, cho nên bây giờ em coi như thế giá định như thế nào là anh bán cho. Dạ. Em cũng có khách, họ cũng muốn tìm cái view nghỉ dưỡng này. Thì bây giờ cái giá này thì 6 tỷ được không anh? Em dẫn khách vô xem. 6 tỷ. Ok, có được thì em cứ dẫn khách vô đi, có gì có gặp anh thì để có gì thương lượng được thì anh bán cho. Vâng, ok anh. Ok em. Xin chào mọi người. Hôm nay Hưng sẽ giới thiệu với mọi người một cái view nghỉ dưỡng với diện tích là 1.800 m², góc hai mặt tiền đường nhựa. Bên kia là một góc một mặt tiền rồi nhá, nhưng mặt tiền bên kia là mặt tiền đường đất. Đây, hàng rào xây kiên cố, cổng lớn, sân rộng, đậu được 7 đến 8 chiếc ô tô lớn luôn. Ở bên này là có hai căn nhà, một căn nhà này là nhà 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 gỗ, và bên này là nhà cổ tân cách điên. Đây mọi người theo mình. Đây là có bên nhà cách tân này có 4 phòng nhá. 4 phòng ngủ, có nhà vệ sinh đầy đủ, có tủ, có giường chiếu đầy đủ hết nhá mọi người. Đây các phòng. Đây có máy lạnh luôn. Đây. Bên này thì do chắc không có người ở nên gia chủ không để nệm với chăn ga gối. 4 căn là ở 4 4 bên nhá mọi người. Đây. Ở sau này gia chủ có trồng rau. Đây, ở đây còn một phòng nữa mọi người, 4 phòng. Ở giữa hai căn nhà này có một cái hồ coi đẹp này. Hồ coi này đẹp. Toàn cảnh cái view nghỉ dưỡng của mình. Anh chị quan tâm hãy gọi ngay cho em, gọi ngay cho em, gọi ngay cho em.